Xin chào mọi người, hôm nay May sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài Nathalie nhé. Bài này viết ở giọng đô thứ cho nên trong bài sẽ có ba dấu dáng, đó là mi dáng, si dáng và la dáng. Chúng ta cùng nhau học câu intro nhé. Son, re, do, fa, mi, la, son, si. Son, do, si. Cặp nhé. La, son, fa, mi, re, do. Mình sẽ đàn cái hợp âm mới vô, mình sẽ chạy son. La 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 la. 2, 3, son đây son, si, re, fa. Mình đánh son 7 nhưng mà mình đánh 7 ở nốt cuối cùng là được. Đô thứ. Chính nốt đô son đô mi son đô mi son đô nha các bạn. Về hợp âm chỉ có hai hợp âm thôi, đó là son 7 và đô. Bây giờ mình sẽ ghép chậm hai tay. C đi với son. 1 2 3 trước nha. Câu này thì cái khoảng nghỉ khá là nhiều ấy, cho nên mình sẽ cố gắng đàn cái tay trái làm sao cho nó nhiều nốt vô để mình lấp vô cái khoảng trống đó. Ví dụ Nathalie. Cái tay trái ở đây là gì?
Mình sẽ đi theo công thức đó là 1, 5, 8, 10. Rồi quay về là 8, 5, 3, 1. Rồi đi lên lại. Tức là mỗi cái hợp âm như vậy mình sẽ cố gắng đàn theo cái mẫu này nhé, cho nó hay. Đô, son, đô. Nghỉ một chút. Đô, son. Đối với hợp âm đô này thì mình đàn thoải mái. Qua hợp âm rê, pha thang đi với rê nhé. Chúng mình phải đánh chung vào nốt pha thang này, sau đó mình quay về. Tiếp tục rê, 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 pha. Thì cái chỗ này mình phải đánh chung vào nốt số 3 nhé. Rê, 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 pha đánh chung. Xong mình quay về, còn lại đánh một mình thôi. Son, fa, mi xong á, các bạn mới đi đô nha. Rồi, cái câu thứ hai nó muốn gì khác luôn á. Cái đô này thì mình không có đánh đi về nữa mà mình đi tới luôn, tại vì nó đang chuyển qua một cái giai điệu mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, thì hai câu này nó khác nhau ở cái câu cuối thôi nhé. Bây giờ mình sẽ qua cái đoạn tiếp theo. Sẽ cố gắng kéo dây hợp âm ra, và trong quá trình đó mình sẽ đụng tay phải, nhưng mà không sao, mình đánh tay phải xong mình nhấc lên nhé. Ví dụ la dạng đi với son, là mình đến nốt thứ ba đánh chung son, sau đó mình sẽ còn lại bao nhiêu đó mình đánh riêng. 5, 6, 7, 8. Thì mình sẽ đàn tổng cộng tay trái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nốt nha các bạn, 9 nốt. Đó, câu số 2 là dán đi video, đến nốt thứ 4 đánh chung này. Rồi còn lại đánh riêng. Tiếp tục đô đi với son, với hát nha. Ví dụ xong 7 la 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 la
bài lại này. La 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 mi la do mi la do mi la 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 fa thứ la do mi la do mi na do thứ na chúng mà những cái chạy ngón tay trái ha các bạn. Cho nên khi chúng ta tập ấy, chúng ta tập tay trái riêng rồi chúng ta mới lại ghép hai tay sau nhé. Và các bạn cứ giống với những cái gặp nhịp của mình là các bạn sẽ biết vô chỗ nào thôi. Bây giờ mình sẽ đàn lại cả bài ha. Trước khi mình đàn lại cả bài thì mình sẽ kêu gọi mọi người, nếu thấy bài học bổ ích có thể like và đăng ký kênh của mình để học piano mỗi ngày nhé. Đó sẽ là một cái động lực to lớn để mình có thể làm nhiều video dạy cho mọi người hơn. Cảm ơn mọi người. Intro mình sẽ đánh nhẹ và chậm cho nên mình sẽ rải sáu thôi.